thuốc trị sâu, bọ trĩ và con sâu cuốn lá đục thân, đục bẹ, nhện dẻ trên cây lúa, và đồng thời trị luôn cả ốc trong ruộng lúa nhé. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Ở đây em đang có đơn hàng của chị Điệp ở Bắc Ninh. Chị mang về để sử dụng cho ruộng lúa sau khi sạ này, sau khi sạ. Cái loại này thì các anh chị có thể sử dụng kết hợp cùng với cái thuốc mà trị cái hạt mầm cỏ lúa nhá. Khi kết hợp với thuốc trị hạt mầm cỏ lúa thì nó sẽ giúp cho các anh chị là phòng trị con bọ trĩ và diệt cả con ốc. Còn các anh chị có thể là sử dụng trước khi mình sạ lúa, phun trước khi mình sạ lúa để diệt trừ những con ốc trước khi mình sạ nhé, để tránh cái trường hợp là khi mình sạ hạt lúa xuống và ốc tấn công nhé. Cái này nó sẽ diệt con ốc này, đặc biệt rất độc với ốc. Liều lượng sử dụng trước khi mình phun mình sạ lúa ấy, thì các anh chị sẽ đong khoảng tầm 40 ml, dùng cái nắp này đong 40 ml cho một bình 20 lít nước. Các anh chị phun lên sau khi mà mình đánh đất xong nhé, để chuẩn bị sạ nhé, mình phun lên xong rồi là đến hôm đến đến khoảng tầm vài tiếng sau là mình mới sạ lúa xuống nhé, hoặc là hôm sau mình mới sạ lúa xuống nhé. Và cái thuốc còn lại trong chai thì các anh chị có thể sử dụng sau khi mình sạ, thì khi mình có thể là sử dụng để trị những con sâu, con bọ trĩ, con rầy, con nhện dẻ trên cây lúa này, sâu đục bẹ đục thân này. Các anh chị có thể sử dụng kết hợp cùng với thuốc diệt hạt mầm cỏ, cùng với thuốc trị cỏ lúa, hoặc có thể xịt chung cùng với thuốc mà đẻ nhánh cho lúa nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái thuốc chai thuốc vừa trị sâu ốc và những con sâu trên lúa này thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số ở trên màn hình đấy nhé. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa.